có thể coi là làm nóng tại vòng loại của U23 châu Á năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đó chắc chắn là một điều mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ cần một đội hình có đầy đủ các gương mặt. Và trong những buổi tập gần đây thì thêm một thông tin vui đã đến, dù đội tuyển đã phải tập luyện dưới một thời tiết thất thường ở Hà Nội. Chỉ vừa kết thúc màn khởi động và bước vào các bài tập thể lực cùng chuyên gia Martin Forken, thế nhưng đội tuyển U22 đã gặp trở ngại thực sự bởi cơn mưa lớn xuất hiện. Mặc dù vậy, toàn đội vẫn nỗ lực tập thêm trước khi chuyển sân và bước vào các bài tập chuyền bóng. Tại đây, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cũng nhập cuộc, giúp tinh thần của các học trò được nâng lên đáng kể. Tiếp nối trọng tâm từ những buổi tập trước, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn dành sự ưu tiên cải thiện hàng tấn công bằng các bài phối hợp trung lộ và chồng biên trước khi tạt bóng cho các tiền đạo bên trong dứt điểm. Sự bình phục của tiền đạo Hồ Tuấn Tài giúp huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng có đủ quân số trên hàng công và cũng góp phần gia tăng sự cạnh tranh giữa các tiền đạo của đội tuyển U22 Việt Nam. Có sự trở lại của Tuấn Tài thì sự cạnh tranh ở hàng công nó sẽ tích cực hơn nhiều. Có Trinh, rồi có Thanh Bình, rồi có Tuấn